Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 61. Không muốn cái gì cơ. Viêm Thác dừng bước, còn muốn nghe thêm nữa nhưng người bên trong căn phòng khách nhỏ bên hôm đã nghe được tiếng chuông báo mở cửa của thang máy. Sau một thoáng yên tĩnh, giọng Lâm Hỉ Nhu nói vọng ra, "Gâu đen đây hả?" Tôi bảo cậu xuống dưới chờ cơ mà. Hóa ra là Lâm Hỷ Nhu và Lâm Linh nói chuyện trong phòng khách. Viêm thác điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười đi vào, dì Lâm, là cháu. Lâm Linh đỏ bừng hai mắt, trông thấy anh thì vội quay đi có lẽ là xấu hổ. Lâm Hỷ Nhu lại ngạc nhiên, tiểu thác à, sao cháu lại về đây? Nhìn vẻ mặt ấy, viêm thác biết ngay mây hôm nay Lâm Hỷ Nhu có nhiều việc quan trọng và bất ngờ quá nên đã quên cả mình. Quên cũng tốt, anh chẳng muốn bị ả nhớ suốt. Viêm thác đáp, nghe anh gấu bảo xong việc rồi mà ở chỗ A bằng chán quá nên trâu về trước. Dì Lâm, lát nữa gì phải ra ngoài à? Anh phát hiện Lâm Hỷ Nhu đang ăn diện rất chìn chu chứ không phải kiểu mặc áo ngủ tâm sự đêm khuya. Và vừa rồi ả à, có nói tôi bảo cậu xuống dưới chờ cơ mà. Lâm Hỷ Nhu gật đầu, về đây lây vài thứ, mấy hôm nay nông trường khả bận. Viêm thác lập tức hỏi theo cháu cũng nghe nói rồi. Dì Lâm, cháu có thể đi cùng không? Bọn chúng nợ cháu một miếng thịt, kiểu gì cháu cũng phải bẻ mấy cây răng cho bỏ tức. Trần trừ một lát, Lâm hỉ Nhu không tiện từ chối thẳng vì lúc trước viêm thác bị hành hạ, muốn tự tay trả thù cũng là lẽ thương tình. Vậy nên á ậm ừ, cháu vừa mới về mà, cần gì phải sốt ruột. Bọn họ chạy làm sao được, cháu cứ nghỉ ngơi mấy hôm đi rồi lại nói vậy nghĩa là đồng ý viêm thác thở phào trong lòng lại quay sang chỗ lâm linh lâm linh làm sao thế lâm hỉ nhu cười cháu hỏi nó ấy gì có ý tốt muốn làm mai cho nó mà nó cứ làm như gì muốn hại nó làm mai viêm thác giật mình gì giới thiệu người cho cô ấy à ai thế lâm hỉ nhu đang định nói lâm linh đã gân cổ lên cháu không có dự định đó cháu vẫn còn trẻ viêm thác lớn hơn cháu kia sao gì không bảo anh ấy lấy chứ? Bỗng dưng viêm thác chẳng biết nói gì cũng cảm thấy Lâm Linh làm người chẳng ra gì, bọn họ là đồng bọn, sao cô ấy có thể kéo anh ra làm bia đỡ đạn thể được? Mặt Lâm hỉ nhu xâm xuống, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa, tiểu thác gì không lo. Dù nó còn chưa hết trẻ con, yêu đương vài hôm là chia tay hoặc quen toàn mấy đưa Linh tình nhưng ít ra cũng có. Còn cháu thì sao? Trước nay gì chưa thấy cháu quen ai cả, nếu cháu mà có người yêu gì cũng chẳng phải lo lắng. Lâm Linh mấp máy môi mà chẳng dám nói gì, thỉnh thoảng cô có chống đối Lâm Hỷ Nhu nhưng mỗi khi Lâm hỉ Nhu sầm mặt xuống, có dấu hiện tức giận là cô lại im thiên thít. Ở đây toàn người nhà, gì cũng chẳng phải kiêng dè gì nữa. Có thể những lời gì nói không dễ nghe nhưng nó rất có lý. Con người cháu có những gì chẳng lẽ cháu không biết à? mũi lầm lính cay xẻ, nước mắt cũng trào lên. Viêm thác vừa thương vừa thấy xấu hổ, dì Lâm, thôi, để sau lại nói. Lâm hỉ nhu cười mỉa, thôi cái gì mà thôi, có phải lần đầu di nói đâu, Lữ Hiện có gì không xứng với cháu chứ? Lữ Hiện, viêm thác giật mình rồi bỗng này ra một suy nghĩ trong đầu, Lâm hỉ nhu có thể coi là mẹ nuôi của Lâm Linh. Nếu làm mai thành công, Lâm Hỷ Nhu sẽ thành mẹ vợ của Lữ Hiện Lữ Hiện vẫn được lòng mẹ vợ như xưa. Lâm Hỷ Nhu dựa vào sofa, tính từ tuổi tác, tướng mạo, năng lực, học vấn người ta đều hơn cháu. Cậu ta còn là người học y nữa, sau này cháu có đau đầu chóng mặt di si cùng có bác sĩ ở ngay cạnh, quả tiện. Viêm thác loáng thoáng nhận thấy có điểm là lạ, lạ, khoan, gì Lâm? Chuyện này gì đã hỏi Lữ Hiện chưa? anh vừa mới từ chỗ lữ hiện về mà sao không nghe tỷ tin tức nào? Lâm Hỷ Nhu đáp, chỉ cần Lâm Linh đồng ý, bên lữ hiện không phải vấn đề. Viêm thác thầm hít hà, người ta thường bên nóng bên lạnh, hóa ra trong chuyện mai mối này hai nhân vật chính đều thờ ơ chỉ có mình Lâm Hỷ Nhu ở giữa là nhiệt tình. Nói cũng tạm tạm, Lâm Hỷ Nhu đứng dậy, gì đi trước đây? Tiểu thác, cháu có rảnh thì khuyên nó cho gì? Lâm Linh vẫn luôn củi đầu, mím môi không nói năng gì mãi đến khi nghe được tiếng thang máy đi xuống tin chắc rằng lâm hỉ nhu sẽ không trở lại cô mới không ngồi im được nữa nước mắt chảy lã chả viêm thác thở dài rút khăn giấy lau nước mắt cho lâm linh đừng khóc nữa dì lâm đi rồi anh cũng không ngờ mình vừa về đã gặp phải cảnh dục cưới viêm thác lại nói dì ấy nói là việc của dì ấy em làm hay không là việc của em bây giờ chẳng phải xã hội phong kiến, đâu có ai bắt ép em được. Em đừng nghĩ nhiều. Lâm Linh nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, lau mạnh đôi mắt nhưng vẫn nghẹn ngào. Không phải, anh không hiểu. Lần này là anh gặp phải chứ trước đó gì ấy đã nhắc nhiều lần rồi. Em chẳng hiểu đi ấy sốt ruột cái gì nữa. Viêm thác, dì Lâm có bao giờ dục anh không? Viêm thác lắc đầu. Lâm lĩnh thất vọng, vậy tại sao? Lại cứ dục em, phân biệt đối xử à? Viêm thác rỡ khóc dở cười, em không nghe gì Lâm nói à? Có thể là vì thỉnh thoảng anh vẫn có bạn gái còn em trước nay chẳng có ai. Lâm Linh cũng tò mò, tại sao mỗi lần yêu đương anh đều. Chia tay nhanh thế. Viêm thác cười khổ, tình hình nhà mình thế nào chẳng lẽ em không biết. Bản thân mình còn chưa lo được, kéo thêm người khác vào làm gì. Có đôi khi cử giả bộ để gì ấy biết mình đang làm những việc người bình thường vẫn làm. Nhưng anh luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Dì Lâm nói chuyện này với em nhiều lần rồi hả? Toàn nói về Lữ Hiện à. Lâm Linh gật đầu trước rồi lại lắc đầu, mấy lần trước giới thiệu cho em người khác, có lần này nói Lữ Hiện thôi. Những lần trước giới thiệu người của dì ấy hay người ngoài? Lâm Linh nhớ lại, người ngoài thì phải, em cảm thấy dì ấy cũng không quen bọn họ, toàn bạn bè công việc của gấu đen với cháu của ai đó trong công ty. Càng nói về sau có lẽ chính Lâm Linh cũng phát hiện điều gì nên hỏi ngược lại, có vấn đề gì à? Viêm thác đáp, có chứ, thứ nhất em còn trẻ, thứ hai dì Lâm đã nuôi em nhiều năm rồi, nuôi thêm một hai năm cũng chẳng đáng là bao. Tại sao lại phải vội và tống em đi như vậy? Em lấy chồng thì gì ấy được cái gì? Đừng bảo là ham lễ hỏi nhé. Thứ ba nữa là cách nói chuyện của gì ấy vừa rồi không bình thường. Dục cưới mà không được người ta chỉ bực tức mấy câu thôi, chẳng đáng để giận thật. Thế nhưng vừa rồi Lâm Hỷ Nhu lại xa sắm mặt. Lâm Linh sửng sốt, nghe viêm thác nói vậy, cơn tức vì bị dục cưới quanh quần trong lòng bỗng lên men rồi hóa thành một cơn gió lạnh căm căm. Cô bỗng sợ hãi, viêm thác, gì ấy nối cẩu rồi mà em còn từ chối nữa, có khi nào gì ấy sẽ ép em phải nghe theo không? Phòng em, buổi tối có người lên vào, gì ấy sẽ không cho người vào, gạo nấu thành cơm chứ càng nói câu củ càng lộn xộn, cả người lâm linh đều ớn lạnh. Viêm thác định bảo không đến mức đấy chứ, nhưng lại cảm thấy không thể ôm bất cứ hy vọng nào với những kẻ giết người, phóng hỏa không chớp mắt. Tuy vậy anh vẫn an ủi lâm linh, không sao đâu, ít nhất hiện giờ sẽ không sao cả. Còn sau này chúng ta cứ đi bước nào xem bước này vậy. Nhưng Lâm Linh đã sợ hết hồn trước suy nghĩ của chính mình. Cô run rẩy một lúc rồi bỗng túm chặt lấy tay viêm thác viêm thác, anh có thể giúp em bỏ trốn không? Bản thân viêm thác cùng không ngờ được khi nghe câu nói anh, phản ứng đầu tiên của anh là muốn bật cười rốt cuộc dạo này làm sao vậy? Sao mà mọi chuyện đều dồn cả lên người anh thể? Phải cử tưởng bách xuyên, phải châm kim vào người răng trỏ, phải đề phòng có người tìm kiếm chán phúc và hàn quản, phải sắp xếp chỗ ở an toàn cho nhấp cửu la, phải nghĩ cách tìm hiểu xem ba củ đất kia đến nông trường để làm gì. Bình thường cũng phải là mặt lá trái với Lâm Hỉ Nhu và Gấu Đen. Bây giờ Lâm Linh còn muốn anh giúp đỡ bỏ trốn. Anh muốn nói gì đó nhưng Lâm Linh lại nằm chặt tay anh. Thật đấy Viêm Thác, em không đùa đâu. Trước kia em sợ này sợ kia, luôn nghĩ qua được ngày nào hay ngày ấy nhưng hôm nay em bỗng có dự cảm mành liệt là còn đợi chờ tiếp kết cục của em sẽ rất thâm. Viêm Thác anh giúp em đi, em chỉ có thể trông đợi vào anh thôi. Thật đấy viêm thác im lặng một lúc lâu thấy anh không nói gì mặt lâm linh trắng như tờ giấy chân cô nhũn ra bàn tay đang nắm chặt tay viêm thác dần buông lòng trong đầu cô quanh quần một suy nghĩ quả nhiên trên đời chẳng ai đáng tin cả khi xảy ra chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao cô lại cô đơn như vậy nhỉ người thân của cô đâu rồi nhà của cô ở đâu không thể trông đợi vào gia đình được vì với căn nhà đó cô chỉ còn nhờ mỗi con lợn to lỗ thủng trên bức tường và bức ảnh thờ đen trắng trong lúc hoảng hốt cô nghe thấy giọng viêm thác lâm linh em đứng dậy lâm linh muốn đứng dậy nhưng người chẳng còn sức viêm thác lại nói tiếp việc này cần lên kế hoạch cụ thể và xem xét đủ mọi mặt nếu hấp tấp sẽ không thành công được vậy là có hy vọng rồi ư lâm linh cũng không biết mình lấy sức ở đâu để đứng bật dậy túm lấy vạt áo trước ngực viêm thác vừa khóc vừa cười, anh đồng ý đúng không? Anh chịu giúp em hả? Rồi cô ôm lấy viêm thác, sụt xịt, viêm thác, anh đúng là người tốt. Hồi nhỏ anh toàn đánh em, em còn tưởng anh là kẻ hư hỏng cơ. Viêm thác vừa tức vừa buồn cười, nhìn đầu lâm linh vùi trước ngực mình, anh giơ tay vỗ về đầu cô. Đi cả đi, dưới vũng bùn hôi thối này có hài cốt của người nhà anh, anh không thể đi được thoát được ai hay người ấy. Anh dặn dò Lâm Linh, để anh nghĩ cách và tìm kiếm cơ hội đã. Trong thời gian đỏ em đừng chống đối gì Lâm, cứ giả vờ nghe theo đi, cũng đừng ngại diễn kịch với Lữ Hiền. Những việc khác để anh lo liệu. Lâm Linh gật đầu thật mạnh. Lo xong chuyện của Lâm Linh, viêm thác ra ngoài lái xe về biệt thự, sách túi vải bạt đựng Trần Phúc lên nhà, bỏ vào kho. Khi anh làm xong tất cả những việc đó đã là 2 giờ sáng. Mấy nay lặn lội đường xa, thần kinh căng thẳng nhưng Viêm Thác chẳng hề buồn ngủ. Anh tắt đèn trần đi chỉ để lại một chiếc đèn bàn rồi ngồi lặng trước bàn một lúc lâu muốn lên kế hoạch bỏ trốn cho Lâm Lĩnh mà đầu óc như hồ rán, cứ nghĩ qua những chuyện khác. Sững sờ một lúc, anh chợt đứng dậy dịch thang tới bên giá sách. Sau khi leo ngang tầng trên cùng của giá sách, anh lấy hết sách trong một ô ra và thỏ tay vào bên trong. Phía sau ô nhỏ đó là một ngăn kép Viêm thác mở ngăn kép, đến khi rút tay vẽ, trong tay đã cầm theo một cuốn vỡ dây. Sau khi quay trở về chỗ cũ, anh bỏ cuốn vở xuống mặt bàn. Đây là một cuốn vỡ bìa cứng khổ 321. Tuy đã rất cũ nhưng những năm giữa thập niên 90 nó rất được thịnh hành. Dãy bên trong có màu tím hoặc xanh nhạt, được in thêm những hoa văn không ảnh hưởng tới dòng kẻ. Khổ 32, 184 mm nhân 150 mm khi cuốn vở còn mới, trang giấy sẽ tỏa ra một mùi thơm nhạt, nhưng nay, sau hơn 20 năm, cuốn vô chỉ còn lại mùi trang giấy mục nát. Trang bìa cứng mở ra, bên dưới là trang bìa lót. Có một con mọt trắng nhỏ siêu vội vàng chạy trốn, trên trang giấy ngả vàng là những hàng chữ mực xanh xinh xắn. Giữ thói quen ghi nhật ký để nó trở thành thói quen tốt đi theo suốt cuộc đời. Đây là những việc nhỏ bé trong đời, cũng là những hồi ức sán lạn, tươi đẹp nhất khi tóc trắng xóa, khi tuổi xuân xa dần. Ký tên Lâm Hỷ Nhu Viêm thắc tiện tay lật tới một trang bất kỳ. Thứ tư, ngày 12 tháng 3 năm 1997, trời trong, Tết trồng cây, hôm nay là Tết trồng cây. Lúc mua thức ăn về mình thấy đám học sinh tiểu học khiêng cây non lên núi trống dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nghe nói trồng cây năm nay rất có ý nghĩa vì Hồng Kông trở về, cũng là cây trở về. Năm 1997, Hồng Kông được chính quyền Anh giao lại cho chính quyền Trung Quốc. Theo một bài báo, cùng năm ấy hơn 20 học sinh của một trường tiểu học ở Hồng Kông đã trồng một cây trở về trước cổng trường. Chắc là để kỷ niệm Hồng Kông trở về. Con người thật thú vị, đặt cho cây cối bao nhiêu cây tên mà cây chẳng hay biết, chỉ biết mỗi việc lớn lên hôm nay đã là ngày thứ 10 Minh và Tâm Tâm bỏ đi. Có đôi khi mình cứ nghĩ có khi nào đã lấy nhâm tên cho Tâm Tâm rồi không? Tên ở nhà của con bé là khai tâm vui vẻ mà sao từ khi con bé ra đời mình lại chẳng vui vẻ được lấy một ngày. Mình đang nghĩ vớ vẫn gì thế này, đây là lỗi của người lớn, có liên quan gì đến tâm tâm đâu. Nhờ tiểu thác quá, ngày mình bỏ nhà ra đi, tiểu thác bị lý song tu dẫn đi chơi, trong lúc nóng này mình chỉ kịp đưa mỗi tâm tâm đi, chẳng biết mấy hôm nay tiểu thác có ăn ngon không, ngủ ngon không. Nghĩ lại thấy tiểu thác thật là đáng yêu, lúc tâm tâm mới sinh, tiểu thác được dẫn đến thăm em, mình cứ ngỡ cảnh anh em gặp mặt sẽ rất âm áp. Nào ngờ tiểu thác lại nhíu mày, e ngại. Mãi sau con mới hỏi mình, mẹ ơi, sao em gái xấu thế? Làm mình cười đau cả bụng, đau thật đấy, vì vừa mới sinh mà mình bảo em bé mới sinh đều thế cả lớn lên sẽ đẹp hơn hiển nhiên tiểu thác không tin lời ấy lát sau lại hỏi mẹ ơi em gái bị hói hả làm mình cười nghiêng ngả đúng là thằng bé ngốc sau này con có con sẽ biết em bé mới sinh vốn ít tóc hồi tối mình nhận được điện thoại của đại sơn bảo là ngày mai sẽ tới nói chuyện với mình mai thì mai thuốc mình đã mua rồi mình cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mình chỉ đáp lại là, anh tới đây một mình thôi. Đây là việc riêng của chúng ta, anh dám dẫn cô ta tới thử xem. Thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 1997, mưa nhỏ. Hôm qua tanh bành, mọi thứ tanh bành hết cả. Hôm nay rảnh rỗi thì viết hết cả đi, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời mình tự tử. Tất nhiên là giả vớ thật ra mình luôn nghĩ rằng chuyện chồng ngoại tình sẽ không xảy ra với mình mà dù có xảy ra mình cũng sẽ dứt khoát bỏ đi nhưng khi chuyện ập tới đầu mình mới thấy không cam lòng Mẫn Quyên cũng khuyên mình tại sao chứ cậu vun vén cả gia đình còn cái đủ đây rồi bỏ đi để hết lại cho hai đứa nó à thế chẳng phải cuối cùng cậu chẳng được cái gì à cũng phải giờ mình đã hiểu vì sao bao nhiêu người phụ nữ gặp cảnh người thứ ba chen chân đều nháy lên đánh ghen rồi chỉ vì ba chữ không cam lòng mà thôi mình nhờ Mẫn Quyên trông tâm tâm giúp một hôm trước đó mình đã mua một trăm viên thuốc ngủ uống trước giờ Đại Sơn hẹn nửa tiếng Đại Sơn là người luôn đúng giờ việc quan trọng thế này chắc sẽ không đến muộn tất nhiên anh ấy có đến muộn mình cũng chẳng sợ mình đã dặn Trường Hì đợi ở dưới nhà rồi nếu qua giờ đại sơn còn chưa tới trường hỷ sẽ lên nhà tìm mình trường hỷ là một người đáng tin cậy mình tin tưởng chủ ấy mình chỉ muốn cược một phen xem làm vợ chống nhiều năm đại sơn có cứu mình không có phải giữa bọn mình đã không còn tì tình cảm nào nữa không nếu anh làm được em cùng hết hy vọng không muốn cứu vãn gì nữa cả rồi chúng ta chấm dứt ở đây cuộc đời này không còn liên quan gì với nhau nữa một trăm viên thuốc ngủ thật là khiếp người, làm mình phải rửa ruột một lúc lâu, khó chịu kinh khủng. có lẽ cả đời này mình cũng không dám nghĩ tới chuyện tự tử nữa. nhưng thể chất của mình tương đối kháng thuốc, lúc đại sơn vào nhà mình còn chưa mất hẳn đi nên vẫn nghe được hết phản ứng của đại sơn. anh ấy lắp người mình gọi a nhu rồi điên cuồng lao ra gọi mọi người, nước mắt chảy xuống tay mình, mình cảm thấy đó không phải phản ứng giả vờ, có giả vờ cũng không được tới mức đó. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, Đại Sơn đang trông ở bên giường, người tiểu tụy hẳn đi. Mình hỏi, Đại Sơn, chúng ta còn tiếp tục ở bên nhau nữa không? Cái nhà này anh còn muốn nữa không? Đại Sơn gật đầu lia lịa, vừa gật vừa rơi lệ. Mình cùng khóc, ngày mình bỏ nhà đi, anh ấy quát mình, lâm hỉ nhu, nếu em không muốn giữ cái nhà này nữa thì em đi gì? Mình nói, vậy tại sao anh lại như thế? tại sao anh lại ôm ở với lý song tú chứ đại sơn im lặng mài rồi chợt nắm lấy tay mình giọng vừa nhỏ vừa run a à, nhu em có tin anh không nếu anh nói ra em có tin anh không mình đáp anh nói trước đi giọng đại sơn run rẩy a à, nhu anh cũng không biết vì sao nữa anh cử như bị ma nhập ấy cô ta bảo anh làm gì là anh làm cô ta cười với anh là anh quên hết mọi chuyện chỉ chăm chăm muốn cho cô ta vui sau này nghĩ lại sống lưng anh cùng lạnh toát, dường như anh lúc đó không còn là anh nữa vậy. Mình thấy lòng lạnh lẽo, gạt tay Đại Sơn ra, mình bảo, anh muốn nói cô ta có sức hút lạ, thường hay định đầy hết mọi tội lỗi cho cô ta để chứng tỏ mình không sai. Viêm Hoàn Sơn, sao anh không bảo anh gặp phải hồ ly tinh trong liêu trai, bị người ta hút mất hồn phách đi? Chương 62. Sáng sớm thức dậy, tức trà bận bịu nấu cơm đồ ăn của hơn 10 người chỉ trông đợi vào mỗi chiếc lò vi sóng. Đơn giản chút cũng được, dù sao cũng là thời kỳ quá độ mà cô ta ăn ủi bản thân. Một tối nọ cô ta được báo là phải mau chóng rời khói biệt thự, đến tập hợp cùng mọi người ở địa điểm mới. Đến nơi rồi mới biết bọn tường Bách Xuyên gặp chuyện. Cụ thể là chuyện gì thì không ai nói rõ, chỉ bảo cô ta nộp điện thoại lên với hai lý do, một là sợ bị theo dõi định vị hai là nhờ tưởng Bách Xuyên gọi điện thoại đến bọn họ còn phải ứng phó. Cô ta cảm thấy đây là hậu quả của việc bắt nhốt viêm thác. Nơi ở mười năm ở ngoại ô là một xưởng may loại nhỏ vừa bán cho người ta. Nhưng vì lý do gì đấy người mua lùi thời gian đến nhận xưởng nên thành ra xưởng sẽ bị bỏ không hai thẳng trời chẳng biết bọn dư dung nhờ và kiêu gì mà chỉ tốn ít tiến đã lấy được quyền sử dụng xưởng trong hai tháng. Một nhóm hơn 10 người bao gồm cả hình thâm vội và trở về. Cứ thế sống tạm ở trong xương. Có điểm dừng chân dối nhưng hoàn cảnh nơi đây phải nói là một trời một vực so với biệt thự, không có toilet riêng, phải sử dụng toilet công cộng. Tìm bừa một căn phòng, cầm lò vi sóng vào thế là thành bếp. Việc gì cũng phải tự làm, không còn người giúp việc làm hộ nữa. Ai cũng có việc của mình chỉ riêng tước trà là người rảnh rỗi nên việc cơm nước được giao cho cô ta. Cũng may tuy từ hồi 17 đã đi theo tường Bách Xuyên, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhưng cô ta lại thích nấu nướng, thường xuyên làm những món ngon cho tường bách xuyên ăn việc nấu nướng ấy cũng có người phụ cùng nên cô ta chẳng hề mệt mỏi. Nồi cháo sôi sục báo hiệu cháo đã chín, tước trà đeo găng tay cách nhiệt, bưng nổi xuống, cháo trắng rất thơm, cô ta còn bỏ thêm chút bách hợp tươi để mùi hương càng thêm trong trèo. Chẳng biết tường bách xuyên đang ở đâu, sáng nay ăn cái gì tước trà khá lo lắng nhưng cùng không có cảm xúc gì đặc biệt. Theo như trên mạng nói thì là tình yêu rồi sẽ mất đi. Dù sao cô ta của bây giờ đã không còn sự mê đầm đôi với tưởng Bách Xuyên như hồi 17 nữa, tưởng Bách Xuyên năm đó là ánh sao trong mắt cô ta, là điểm tựa thậm chí là cả sự kiêu ngạo của cô ta. Nhưng nay ông ta chỉ là một lão già bình thường thôi. Chỉ cần ông ta còn sống, cô ta vẫn sẽ ở với ông ta tước trà bông nảy ra một suy nghĩ xấu xa, nếu tưởng Bách Xuyên chết, cô ta có bắt đầu một cuộc sống mới không? A-di-đà à, Phật, thật là tội lỗi, hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, tước trà vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ nhâm nhi đó ra ngoài, tưởng Bách Xuyên được chính cô ta chọn. Bao nhiêu năm nay, ông ta cùng đối xử tử tế với cô ta, sao cô ta có thể có suy nghĩ điên rồ đó được? Sau lưng có tiếng giày lẹp xẹp, Sơn cường thỏ đầu vào trong của, chị trà, ăn được chưa? Chị không biết đâu, em mệt chết rồi đây. Tước trà đáp, cậu ngồi đi, tôi lấy cháo cho cậu. Vừa mới dứt lời, bên ngoài lại có tiếng của đầu to, tước trà, lấy cho tôi một bát nữa. Tước trà nhíu mày, lấy cơm cho Sơn Cường. Cô ta chẳng ý kiến vì hỏi sáng Sơn Cường phải làm nóng roi cho dư dung bằng cách quật hơn trăm phát. Lúc này cánh tay đang run rẩy không nhấc lên nổi đối với cô ta, giúp đỡ Sơn Cường chẳng khác nào giúp người khuyết tật. Còn đầu to là cái thả gì? Trước kia đầu to đã hay soi mói, mỉa mai cô ta như kiểu cô ta chỉ là nhân tình của tưởng Bách Xuyên mà thôi. Tuy vậy gã cũng chỉ nói ngoài miệng còn mấy hôm nay, chẳng biết có phải vì tưởng Bách Xuyên không có mặt mà bỗng dưng gã cư cợt nhà khiến người ta bực mình. Dù ghét tước trả cũng không tiện trở mặt, đành phải chửi thầm trong bụng rồi bưng cháo ra cho bọn họ. Bên ngoài là xưởng gia công, thiết bị vẫn còn nguyên với những dây máy may xếp chính tế, vải vóc chất đồng trong góc tường và bằng khẩu hiệu cổ vũ công nhân màu đỏ thẫm với dòng chữ chăm chỉ siêng năng, dám nghĩ dám làm treo trên tường. Sơn Cường và đầu to lấy máy may làm bàn, đang trụng đầu nói chuyện. Sơn Cường, cuối cùng cũng xong việc, trời ơi, có thể trả việc lại cho kẻ bệnh hoạn kia rồi. Đầu to, đứa nào, dưa dùng ác. Sơn Cường, đủ cả hai đứa. Nghe vậy, chả đang đặt bát cháo xuống cũng phải nhíu mày, hai người nói xấu sau lưng người khác như thế mà được à. Nói thật hôm đầu tiên gặp Dư Dung, tước chả cũng giật mình. Nói sao nhỉ, Dư Dung không giống với những cô gái bình thường. Dư Dung tấm 25, 26 tuổi, vừa to vừa cao, da rẻ ngăm đen, tay chân đầy cơ bắp, đầu cạo trọc. Mé đầu bên phải xăm một con thần lần lượn quanh, mùi sỏ khuyên, đầu lưỡi cũng gắn đinh sáng loáng. Thế chẳng phải là cha tấn, hành hạ bản thân à? Tước trà nhìn mà thấy đau thay cô ấy. Sau này nghe nói cô ấy từng làm việc ở Thái Lan, chắc là học theo người nước ngoài vì mọi người hay bảo bên nước ngoài chuộng mấy thứ này mà. Tính cách của Dư Dung hơi quái gở, tuy đã sống chung dưới một mái nhà được mấy hôm nhưng Tước Trà và Dư Dung chưa từng nói với nhau nửa lời. Nhưng tước trả không có ấn tượng xấu với Dư Dung mà ngược lại còn thấy mới mẻ trước sự khác biệt của hai người, cùng là con gái. Tuổi tác cách biệt không nhiều nhưng cuộc sống lại như trời và đất. Đầu to liếc cô ta, cô không thấy Dư Dung quái gỡ à? Nó mà là con gái à? Có thằng đàn ông nào thèm kiểu con gái đây không? Tước trả cười ha ha, cái đó tôi không biết. Tôi chỉ biết là chắc chắn cô ấy chẳng thèm loại đàn ông như anh. Nói rồi cô ta xị mặt bưng khay đi. Sơn Cường ngồi bên hóng chuyện, cười ngặt nghèo. Đầu to lại chẳng thấy buồn cười, gã lườm bóng lưng tức trà, lẩm bẩm tĩnh tưởng gì chứ. Bồ mày còn chưa chắc đã về được kia. Tiếng cười của Sơn Cường im bặt, anh ta nhìn đâu to với vẻ mặt không vui vẻ gì, anh nói linh tinh gì đấy. Dù ở chú tưởng à, đầu to thờ ơi nhún vai, tao nói sự thật thôi. Chờ về bếp, tức trà tức giận mãi nhưng rồi cũng an ủi mình là không nên tranh cãi với loại người đấy. Cô ta đun nước nóng, pha hai ly cà phê đựng trong cốc giấy dùng một lần. Một ly có tình không cho gì cả, còn viết chữ cà phê đen trên thành cốc. Sau đó bỏ vào túi giấy, xách ra ngoài xưởng. Mãi tới khi tức trà đi khuất khói cửa, đầu to vẫn luôn vùi đầu ăn cháo mới ngẩng đầu lên liếc sang bên đó rồi huyết sơn cường. Dạo này tức trà thân thiết với hình thâm lầm đấy. Sơn Cường ngơ ngác, có à? Đầu to cười mia, chú tưởng còn ở thì dựa vào chủ tưởng, hễ chú tưởng xảy ra chuyện cô ta nhào ngay vào lòng người khác. Loại đàn bà như cô ta đúng là đĩ thòa, thế mà ngày thường còn giả vờ thanh cao. Nhìn ngứa cả mắt, cảm thấy những câu nói này hơi quá, Sơn Cường nhắc nhở, anh nói chuyện chú ý tí đi. Toàn người quen cả, nhờ để chị ấy nghe thấy lại xấu hổ. Ra xưởng, tức trà đi thẳng về phía đông phía đông là nhà kho tuy xưởng gia công này nhỏ nhưng nhà kho lại được xây rất chắc chân tường dày cửa sắt kiên cố cửa số không chỉ ở tít trên cao mà còn có nan chống trộm chắc là sợ bị ăn trộm hàng hóa khi tới gần nhà kho tước trà nghe loáng thoáng những tiếng kêu quái dị vọng ra từ cửa thông gió tiếng kêu này của tôn chu hà tước trả giật mình sau khi lây lại bình tĩnh cô ta mới bước tiếp lên gõ cửa khi cửa mở, cô ta lại liếc qua cửa thông gió, bây giờ chẳng còn tiếng gì nữa. Người mở cửa là hình thâm. Anh ta cưới với tước trà, vừa mở cửa người thấy mùi cà phê biết ngay người gồ cửa là cô. Tước trà cũng cười, đưa túi giấy cho anh ta, mỗi người một ly. Ly của em tôi đã viết chữ rồi, anh bảo Dư Dung đừng lấy nhầm nhé. Trong lúc nói chuyện, cô ta ngó vào trong nhà kho qua người hình thâm tước trà không thấy được tôn chu mà chỉ thấy những giả hàng có màu xanh vàng nằm ngổn ngang trên đất bên trên có không ít vàng mã cùng thấy được dư dung đang đứng quay lưng về phía cửa trời lạnh như vậy mà cô ấy chỉ mặc áo ba lỗ ngắn bó sát người vào quần đùi người ướt mồ hôi trên eo có một chiếc túi đeo hông sau lưng hình như cô ta không nhìn rõ được vì tầm mắt đã bị che khuất đó là do hình thâm dịch người sang bên che đi tước trà bừng tỉnh À tôn chu ăn gì thế? Có cần tôi làm luôn cho không? Đằng nào cũng có người phụ trách việc đi mua thức ăn và vật dụng hàng ngày. Cô ta chỉ việc làm thôi. Hình thâm cười dịu dàng. Không cần đâu. Cô không phải lo cho tôn chu. Mấy hôm nay cô cũng vất vả rồi. Tước trà đỏ mặt. Không có gì. Việc tôi nên làm mà. Cùng là đàn ông mà khác nhau như trời với đất. Nói chuyện với đầu to cô ta chỉ thấy buồn nôn. Nếu mọi người đàn ông trên thế giới này đều hào hoa phong nhã như hình thâm thì tốt biết bao. Trước khi đi, cô ta chỉ vào cửa thông gió ở trên cao, bên kia có một cửa số mở đấy, đứng ngoài có thể nghe được tiếng bên trong. Hai người nên đóng lại vì dù trong xưởng toàn người mình nhưng nhờ có người khác vào thì sao? Đóng cửa sắt lại, hình thâm hắng giọng, dư dung, nghe thấy cả chứ? Hay là đóng cửa sổ lại? Dư Dung ngẩng đầu lên nhìn ô cửa số đang mở rối chạy lên mấy bước, túm lấy giả hàng, leo thẳng lên đỉnh giá, sau đó xài bước nhảy sang những chiếc giá khác. Sau vài cú nhảy, đến gần cánh cửa số nhỏ, cô ấy giơ tay đấy cửa kính lên. Mấy củ nhây này của cô ấy rất nhanh nhưng không hề nhẹ nhàng. Vì giảm mạnh nên khi Dư Dung đã nhảy xuống dưới đất, giá hàng vẫn còn hơi lắc lư. Đóng cửa số xong, tiếng ồn nhỏ đi trông thấy nhưng những động tĩnh trong phòng cũng rõ rệt hơn rất nhiều. Phía sau một chiếc giá chất đấy hàng hóa có tiếng thở dốc nho nhỏ. Dư dùng sắm mặt đi, rút chiếc roi da cầm ở sau lưng ra. Đây là chiếc roi dài chưa tới một mét, được làm thủ công từ gân trâu. Roi chỉ to chừng chiếc đùa, nếu kéo thẳng trông sẽ giống một đoạn hơn. Khi cắm trong tay mới cảm nhận được sự dẻo dai phù hợp tiêu chỉ dẻo dai, tròn lân trơn bóng cần có để đánh giá roi của Trung Quốc. Thêm vào đó phần đuôi roi được tách sợi nhỏ, khảm thêm những hạt châu sáng loáng. Bình thường roi càng tới đuôi càng được quấn chặt, vậy thì có quật mới dễ tạo thành vết rách trên da của cả người lẫn vật. Nhưng cũng có người khảm bị thép ở đầu roi, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tăng sức nặng và độ đau khi quật. Hình thâm lấy cốc cà phê của mình ra khói túi giấy. Thành cốc mỏng manh không che nối cái nóng của cà phê nhưng anh ta chẳng để ý, hoặc có thể nói là hưng phấn tới mức không cảm nhận được cà phê có nóng hay không. Anh ta hỏi, Dư Dung, có cần tôi tránh đi không? Dư Dung đáp, không cần, anh cứ đứng ở đó đi. Nói rồi roi bay vút lên không trung với tốc độ cực nhanh khiến không khí xung quanh cũng bị xé rách. Tôn Chu bỏ ra từ sau giả hàng. Không phải bỏ dạp trên đất mà lòng bàn tay và gan bàn chân chạm đất như động vật họ mèo anh ta bỏ trong im lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào chỉ nhìn vẻ bề ngoài ta vẫn có thể nhận thấy dáng vẻ ngày xưa của tôn chu chẳng qua mặt mùi sắc hơn hải má lồm uống ánh mắt bén nhọn khiến tổng thể gương mặt bị thay đổi nơi bị cáo trên mặt anh ta đã mọc đấy lông thú dày và dẩm mỗi chỗ đều như thảm nhung rán chặt vào da anh ta có mặc quần áo nhưng đều bị roi quật rách mảnh vải dính máu dính cả vào vết thương rồi lại dính thêm ít bụi đất do lúc nào anh ta cũng bỏ, nay đã bẩn đến không nhìn rõ màu sắc vốn có. Anh ta chỉ thỏ nửa người ra bên ngoài, hai mắt lập lòe, chân cào xuống đất và phần lưng nhô lên. Dư dùng móc một quả bóng nhảy to tâm quả trứng gà màu sắc rực rỡ ở trong túi đeo hông ra, tung lên không chung mấy cái. Đầu tôn chu cũng cử động theo quả bóng như thể bị một sợi dây vô hình kéo lên kéo xuống rồi sau đó dư dung giơ tay ném mạnh quả bóng vào bức tường bên cạnh gần như cùng lúc tôn chu lướt qua mặt đất lao vọt đi như một làn gió một bóng ma dư dung hét lên ba bóng nhảy gặp chướng ngại vật sẽ thay đổi phương hương và tốc độ lúc mới đầu rất nhanh nếu cử ngờ ngắn đuổi theo chỉ biết là mình mệt mỏi và lúc nào cũng bám theo từ phía sau hai bóng nhảy đã thay đổi phương hưởng xuyên thẳng qua những giá hàng Tôn Chu cũng bảm sát theo như một con bảo dùng manh. Một, chữ một vừa được thốt ra đã như bấm nút kết thúc để mọi sự náo động vừa rồi lập tức tĩnh lặng. Một tay Tôn Chu chống dưới đất, một tay nắm chặt quả bóng nhây nhiều màu sắc kia. Dư Dung nhếch môi cười, quay sang nhìn Hình Thâm, "Thấy rõ chưa?" Hình Thâm lắc đầu cảm thán, "Quá nhanh." Dư Dung nói, "Anh ta khả thông minh, mới đâu còn chỉ biết chạy theo quả bóng rồi phải ăn đành." bây giờ đã biết phản doản hướng bật lại của quả bóng để chặn trước rồi. Hình thâm hưng phấn, thể bao giờ có thể giao anh ta cho tôi? Dư Dung quay đầu nhìn Tôn Chu, anh ta đã rụt tay, thả quả bóng nhảy xuống đất rồi cảnh giác nhìn xung quanh và lùi về sau giả hàng. Phải đợi thêm một thời gian nữa, còn chưa thuần phục hẳn. Hình thâm nói, có anh ta tôi yên tâm hơn nhiều. Châu châu sợ củ đất, không dám tấn công nhưng anh ta lại chẳng sợ chuyện này phải cảm ơn chủ tưởng vì đã có dự tình từ trước bản thân anh ta cũng mới hay biết chỗ tưởng bách xuyên còn có một người như tôn chu từ lúc gặp lại bọn dư dung sơn cường giải thích với anh ta là lúc ấy chú tưởng bảo với em chú ấy đã cố gắng cứu rồi nhưng không cứu được nếu đưa về anh ta cùng sẽ bị bắt vào bệnh viện tâm thân như người bệnh cấp độ nguy hiểm nhất có thể gây thương tích cho người khác bất cứ lúc nào nếu vậy chỉ băng biên mối thành vàng nhờ đâu thuần phục được thì chẳng phải anh ta sẽ là vũ khí sắc bén để đối phó với củ đất à. Hôm nào đó có gặp lại răng chó, để anh ta bắt về giúp chúng ta thì cũng xem như là tự anh ta bảo thủ cho mình rồi. Người bị củ đất cào thương sẽ mất hết lý trí, trở thành một loại gần như là thú hoang nhưng đến khi gặp lại củ đất sẽ chẳng sợ bị cào và cũng chẳng biết sợ nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 63. Nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày thứ ba viêm thác lái xe tới nông trường. Trước khi đi anh đã do dự rất lâu nhưng rồi vẫn để thi thể của Trần Phúc lại. Anh không thể sách theo trái bom này đi khắp mọi nơi được, huống chi lần này anh còn đến nông trường. Anh cấm chìa khóa đi, giao nhà kho lại cho Lâm Linh và dặn cô không được cho ai vào đó vì bên trong có thứ không thể để người ngoài phát hiện. Quyết định này anh vừa yên tâm vừa không yên tâm, yên tâm ở chỗ Lâm Linh sẽ làm theo lời anh nói, còn không yên tâm vì nhờ có tình huống đột xuất chưa chắc Lâm Linh đã giải quyết được. Cho nên suốt đoạn đường đi, anh đều bồn chồn. đây chính là chỗ hỏng của việc chiến đấu một mình, không có ai đủ tin tưởng, không có người giúp đỡ, lúc nào cũng bận cuống cuồng. Khi sắp tới nông trường, viêm thắc nhận được điện thoại của Lưu Trường Hy. Anh cứ ngỡ nhấp cửu la đã tỉnh dậy trước đó cô từng tỉnh dậy một lúc, nói hai ba câu với Lưu Trường Hy rồi lại thiếp đi. Nhưng không phải. Lưu Trường Hỷ chỉ gọi Tê Bảo với Viêm Thác là mình đã tìm được người chăm sóc cho Nhấp Cửu La. Mới nghe còn thấy bình thường, nghe hết đầu đuôi Viêm Thác mới cạn lời, cô ấy chuyên chăm sóc phụ nữ ở Cử Hà. Lưu Trường Hỷ đáp, đúng thế, bên giới thiệu bảo cô ấy là người thích hợp nhất. Thích hợp trong mơ à? Viêm Thác giờ khóc giờ cười, sinh con và bị thương là hai việc hoàn toàn khác nhau mà chủ Lưu Trường Hy giải thích rằng ở vùng quê không phân biệt rõ ràng như thành phố, hoặc thiên về dọn dẹp nhà cửa hoặc thiên về xoa bóp, lau người như điều dưỡng ở bệnh viện và đều không kiêm thêm việc nấu cơm. Thế nên vừa muốn chăm lo vệ sinh cho bệnh nhân, vừa muốn có cơm canh thì chỉ có người chăm sóc phụ nữ ở cữ là thích hợp nhất. Được rồi, viêm thác đành phải cúi đầu trước hiện thực, vậy chú dặn cô ấy đi nhé. Đừng nấu đồ bổ quả, bây giờ cô nhiếp còn yêu, phải ăn đồ nhẹ nhàng. Anh nhớ hồi mới sinh viêm tâm, một ngày mẹ anh phải ăn mấy quả trứng gà, còn là dầm chung với cháo hoa nữa. Cái vị ngọt ngào xen lẫn mùi tanh của trứng đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn. Cúp điện thoại, nông trường đã ở ngay trước mặt. Thật ra nông trường này có đến 90% là một nông trường trồng trọt bình thường. Những người ra vào đa số cũng là người bình thường thế nhưng hai tầng hầm dưới lòng đất của nó lại có một đám người dị dạng mà theo anh thấy luôn là cây nôi của những vấn đề quái lạ, mọn nguồn của mọi cơn bão tác. Viêm thác đậu xe vào bãi, đi thẳng vào tòa nhà chính, nói ra cũng rất khéo. Còn cách một khoảng khá xa, anh đã thấy gấu đen đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài cửa hông dưới mặt đất sóng yếu nên bình thường muốn gọi điện thoại đều phải lên trên. Viêm thác bước nhẹ hơn, đồng thời tăng tốc độ gầu đen có vẻ nóng này vì bàn tay không cầm điện thoại trống trên tường của gã còn đang kẹp một điếu thuốc mà thuốc đã sắp cháy tới tay rồi mẹ kiếp không liên lạc được à vẫn không liên lạc được hai tên khốn này chết ở đâu rồi chắc đang nói về hàn quân và trần phúc liên lạc với bên khách sạn chưa trả phòng từ bao giờ đù vừa nói gã vừa nghiêng người biết đằng nào cũng bị phát hiện viêm thác đành đánh phủ đầu vỗ vai gầu đen trước anh gấu, đừng mải nói chuyện quá. Thuốc cháy đến tay rồi kìa. Gấu đen vội vàng vứt điếu thuốc đi đồng thời quát lên với điện thoại, vậy thì tìm đi. Hỏi tao có tác dụng gì? Nói rồi gà cúp điện thoại mà vẫn chưa hết giận, cảm thấy đây là lúc thể hiện sự chi kỳ. Viêm thác lựa lời, anh gấu, có việc gì à? Gấu đen cũng đang muốn tìm người tâm sự, mẹ, một đồng chuyện chết tiệt. Có hai người anh em mất liên lạc vỡ thạch hà. Viêm thác, hai người anh em hả người trong công ty à em đã gặp bao giờ chưa gấu đen phẩy tay như đuổi rùi. chưa chưa cậu chưa gặp đầu họ phụ trách công việc bên ngoài còn công việc bên ngoài nữa chứ đúng là biết lấy thuật ngữ đuổi người viêm thác cười thạch hà là chỗ chúng ta tóm được bọn răng cửa mà gấu đen cảm thấy câu nói của viêm thác có ẩn ý ừ làm sao cùng không có gì Chẳng qua tôi nghĩ chúng ta bắt người của bọn họ thì bọn họ cũng có thể bắt ngược lại chúng ta chứ. Ngỡ ra một lúc lâu để tiêu hóa câu nói này, gấu đen quả quyết lắc đầu, không thể, không thể nào. Cậu không biết đâu, hai người anh em kia của tôi. Rất khóe, với lại hai người đó luôn được giấu trong bóng tối mà. Đúng là rất khóe, trong bảng Excel kia, gấu đen, Trần Phúc và Hàn Quân có thể coi là ba người đứng đầu nhóm thể lực. Này ba đã mất di hai, viêm thác cảm thấy sướng chưa từng có. Anh thản nhiên, em chỉ nói vậy thôi. Gấu đen rất phiến nào với những gì anh nói nên mài sau mới hỏi, sao cậu lại đến đây? Viêm thác đáp, em nói với dì Lâm rồi, tưởng Bách Xuyên từng chơi em một võ, em không đáp lại gì thì sao mà nghe được? Gấu đen đã hiểu và cùng đồng ý với quan điểm có thù là phải bảo đó, thế cậu nhẹ tay thôi, đừng làm ông ta chết ông ta vẫn còn tác dụng. Viêm thác cười mỉa, ông ta thì có tác dụng gì? Ấy, con trai chị Lâm. Gấu đen bỗng im bặt. Viêm thác cười với gã. Con trai di Lâm á? À? Dì Lâm có con trai à? Gấu đen chối phát đi. Không có, không có. Viêm thác nói, em nghe thấy rồi. Anh không nói thì em đi hỏi Di Lâm. Má, thẳng dỡ hơi này mà đi hỏi Lâm hỉ nhu thì mình chẳng bị mắng chết á? À? gấu đen vội vàng tùm anh lại không được hỏi không được nói viêm thác bình thường anh đối xử tử tế với mày lắm mà đừng gây thêm rắc rối cho anh mày nữa được không viêm thác nghĩ thầm trong bụng trước đó lâm hỷ nhu từng hỏi cha què về con trai mình sau này bắt sống bọn tường bách xuyên cũng vì con trai con trai của cú đất là cú đất mà bọn tường bách xuyên chỉ có một cú đất là châu châu chẳng lẽ châu châu là con trai của lâm hỷ nhu anh ăn ủi gấu đen, anh gấu yên tâm đi, em đâu có ngu như vậy. À, răng chó sao rồi, lần này tới đây em cùng phải vào thăm anh ta mời được. Lâu không gặp cũng thấy nhờ. Không nhắc tới răng chó thì thôi vừa nhắc gấu đen đã sốt sắng, còn thăm non gì nữa. Thăm cũng bằng thừa, nhưng mà cậu muốn thăm thì thăm sớm đi, lần này mà không thăm, sau này chẳng còn cơ hội nữa đâu. Viêm thác thắc mắc, không còn cơ hội nữa là sao? anh ta thành tiên à? Gấu đen không đáp, chỉ chửi mẹ dối, chỉ vào cửa hôm, đi, đi vào trước đã, ngoài này quá lạnh. Tầng hầm thứ nhất vẫn đầy những món đồ vứt ngổn ngang. Khác với lúc lâm linh vào nhâm, ngoài câu thang ra giữa hai tầng hầm còn có thêm một cánh cửa nhôm chống cháy nổ dày 9 cm. Gấu đen nhập mật mà, dẫn viêm thác vào. Bên dưới chẳng khác khi trước là bao, nhưng bây giờ là thời gian làm việc nên trong hành lang có đấy những nhân viên công tác mặc đồng phục màu xanh lam đi qua đi lại. Gấu đen dẫn Viêm Thác tới trước căn phòng nuôi trồng mà răng chó đang ở. Vừa mới tới gần hai người đã nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó một cô gái trẻ ngã ra ngoài hành lang. Nói là ngã nhưng thực tế là bị đánh bay ra ngoài mà hướng bay tới chính là chỗ Viêm Thác dù không hiểu gì cả nhưng phản xạ có điều kiện đã khiến viêm thác bước lên đón lấy cô ta ngờ đâu cô ta bị đánh quả mạnh nên anh không thể đứng vững phải lùi lại ba bước cho đến khi lưng dựa tường với rừng được lại có người lao ra khói cửa hét lên ầm ĩ tới mức giọng lạc cả đi tôi không muốn chết tôi không muốn chết người này không mặc quần áo nhưng trên người đầy bùn như thể vừa bỏ từ trong đầm ra đấu viêm thác như muốn nổ tung răng chó răng chó tỉnh rồi nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì lạ từ lúc răng chó mê man đến nay đã hơn ba tháng anh ta đã ngâm trong bùn quả lâu rồi gấu đen vừa hoảng vừa tức thằng chó mẹ mày tỉnh nhanh đây vừa nói gã vừa lao tới định đá nào ngờ răng cho thấy gã như thấy người thân ôm chặt lấy bàn chân phi tới của gã tiện thể quỳ xuống đất khóc than anh gấu anh gấu anh nói giúp em một câu đi em không muốn chết. Chuyện gì thế này? Viêm thác ngơ ngác, đúng lúc này một mùi phân thơm sộp vào mũi và một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ trong lòng anh. Cảm ơn anh nhé. Chỉnh anh cũng quên mất là mình vừa đỡ một người. Viêm thác cúi đầu nhìn. Đó là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, trông khá là hay họ. Mái tóc đen được tết thành nhiều bím nhỏ như kiểu tóc của người châu Phi. Phần lớn tóc được cố định ở sau đầu bằng châm cài hai chân bóng loáng, mấy bím còn lại buông thông ở hai bên. Trên tai có đeo hai chiếc hoa tai rất nhỏ, cô ta có chiếc mũi thanh tú và đôi mắt dài quyến rũ. Dưới mí mắt còn đính kim tuyến nên khi nói chuyện ánh mắt đung đưa và ánh sáng lấp lánh của kim tuyến càng khiến đôi mắt kia trông quyến rũ hơn. Viêm thác cảm thấy tim lạnh ngắt. Anh biết cô ta, phùng mật cú đất số 009 trong bảng Excel. Anh lùi ra sau một bước, đáp, không có gì anh vừa lùi lại phùng mật vốn đang dựa vào lòng anh suýt thì ngã nhưng cũng may đã đứng vững sau một hồi lão đào. Lại có hai người chạy ra khói phòng, một người là Lâm Hỷ Nhu, một người khác là Dương Chính, cũng có tên trên bảng. Lâm Hỷ Nhu xanh mặt, quát lên với gấu đen, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không? Nói được nửa câu à dừng lại vì đã trông thấy viêm thác. Gấu đen sách răng chó lên, bắt chéo hai tay gã ra sau lưng rồi kéo vào trong phòng. Đang dẫy rủa đầm đá lung tung, nhìn thấy viêm thác gà gào lên, viêm thác, mày nói đỡ cho tao đi. Tao không muốn chết, chẳng mấy chốc gã đã bị gấu đen và dương chỉnh hợp sức kéo vào phòng. Những căn phòng ở dưới tầng hầm đều cách âm tốt nên cửa đóng lại tiếng gào thét chỉ còn mỏng manh như nhạc nến. Viêm thác đứng im tại chỗ, không có nét mặt gì nhưng lòng bàn tay đã dần đổ mồ hôi đầu món tay run dây trong ốp điện thoại của anh còn giấu một cây kim ba củ đất vẫn ẩn núp nông trường tử hình giờ răng chó lại luôn mồm không muốn chết chẳng lẽ tử hình là dành cho răng chó lâm hỉ nhu có hỏi răng chó chuyện hối trước không hay là di lâm rất tin tưởng mình và tử hình là chuyện quan trọng hàng đầu nên cũng không hỏi lại chuyện xưa nữa hiển nhiên cũng cảm thấy khó giải thích về chuyện vừa rồi nên lâm hỉ nhu cười lúng túng tiểu thác, sao cháu lại đến đây? Viêm thác đáp, cháu đến tìm tưởng Bách Xuyên, Di Lâm, răng chó sao thế? Có việc gì không giải quyết được mà phải nghiêm trọng đến mức chết vậy? Trong chốc lát Lâm hỉ Nhu không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp nên chỉ bước lại gần viêm thác, dịu dàng bảo, tiểu thác, cháu qua phòng chờ ngồi đợi đi. Lát nữa gì sẽ sắp xếp cho cháu gặp tên họ tường. Đi đi, viêm thác gật đầu, vâng. Lúc quay đi anh nhận thấy ánh mắt sáng bừng, thẳng thần của Phùng Mật. Viêm Thác chỉ coi như không trông thấy. Đợi Viêm Thác đi xa rồi Lâm Hỉ Nhu mới gọi Phùng Mật, còn không vào đi. Phùng Mật mỉm cười bước lại gần, ôm lấy Lâm Hỉ Nhu và thì thấm với ả gì Lâm, con nuôi gì à? Thơm quá đi. Vừa nói cô ta vừa thẻ lười liếm một vòng quanh môi. Lâm Hỉ Nhu liếc xéo cô ta sao? Muốn chết chung với răng chó à? Phùng mật cười khúc khích, cháu nào dám, cháu đâu có ngu như vậy. Động dục à, phùng mật đỏ bừng mặt, lại cọ lâm hỉ nhu tiếp, di lâm. Lâm hỉ nhu nói, có thời gian nghĩ linh tỉnh thì đi tâm sự với hàn quán đi. Hai người rất xứng đôi. Phùng mật cụt hướng hử mũi, buông tay lâm hỉ nhu ra, cũng không còn vẻ nũng nịu vừa rồi nữa. Lâm hỉ nhu lại nói, còn không vào đi. Lâm hỉ nhu bước vào phòng trước. Phùng mật giận dỗi theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Ngay lúc cửa phòng sắp đóng lại, viêm thác bước nhanh tới từ một góc khuất. Khi đi được một nửa anh ngồi xổm xuống như đang thắt dây dày, đồng thời búng nhẹ thứ trong tay về phía cửa. Đó là một màu ốp anh vừa bê xuống từ chiếc ốp nhếp cửu la tặng thêm cho anh. Nó gần như không sức nặng nên không hề phát ra tiếng nhưng vì có độ dày nên khi chạm vào cửa nó bị kẹt lại điều ấy đã khiến cảnh cửa trông thì có vẻ đã đóng chặt, nhưng thực tế là không. Viêm thác lùi về phía sau mấy bước, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc người trong phòng phát hiện nhưng may mắn thay cánh cửa cử bị kẹt như vậy. Anh nín thở bước gần tới cạnh cửa nhưng không hề lên lút mà thản nhiên đứng dựa tường như đang đợi ai do. Anh đành phải mạo hiểm như vậy vì nhờ răng chó nói ra cả anh và nhấp cửu la đều bị lộ tấy. Thế nên anh phải tìm cách nghe lên, mấy giây cũng được một khi nghe được gì không thích hợp anh sẽ chuồn ngay. Ban này lúc giả vờ đi vào phòng chờ, anh đã chú ý tới việc răng chó hết ẩm ý mà những nhân viên không nhiều lắm kia chẳng đi tới, chắc là đã được dặn không được lại gần nơi này. Khu vực này, tất nhiên không chỉ mình khu này mà toàn bộ hai tầng hầm đều có camera. Nhưng mục đích lắp camera là để phát hiện điều lạ thường nên anh cảm thấy chỉ cần mình thể hiện thật tự nhiên, hợp lý thì có bị ghi lại hình ảnh trong camera cũng chẳng khiến ai nghi ngờ trong khe cửa dần có tiếng nói chuyện vọng ra sau khi bị kéo vào phòng răng chó vẫn cứ ôm chặt đùi gấu đen anh gấu anh gấu anh nói gì đi anh nói gì đi anh gấu rồi gã lại năn nỉ dương chính anh dương chúng ta là người một nhà mà anh dương dương chính khẽ nhắm mắt lại nét mặt hiền lành như thể trước mặt mình không phải răng chó đang giàn rụa nước mắt mà là đám hoa cỏ ông ta phải chăm sóc tới mức phát ngán, chỉ muốn vặt sạch. Gấu đen đã nói đỡ cho răng chó bao nhiêu lần rồi nên chẳng đàng phát biểu ý kiến lúc này để ăn mắng. Gà nhìn răng chó như muốn nói, xin tạo vô dụng thôi. Răng chó hiểu ý, bò dạp tới chỗ lâm hỉ nhu đang ngồi trên ghế. di lâm, dì lâm cháu sai rồi. Dì cho cháu một cơ hội nữa đi. Lâm hỉ nhu cụp mắt, dừng dưng, phải cho cậu cơ hội gì nữa? Cơ hội tôi đã cho rồi nhưng cậu có nhận đâu. Giang chó đứng dậy tắt mạnh vào mặt mình, tại cháu không nhịn được. Dì Lâm, dì nể tình chúng ta là đồng loại đi. Trên đời, con người thì nhiều mà, chúng ta lại ít. mươi 64, Lâm hỉ nhu hỏi, người phụ nữ ở thôn Hưng Bà Tử là bị cậu ăn đúng không? Giang chó run lập cập, im như thóc. Tôi đã hỏi Tiểu Thác rồi, cậu không chỉ không nói thật với nó mà còn cố tình giấu diếm. Tiểu Thác bảo với tôi cậu bị mù mắt là do nửa đêm định trèo cửa số đi trả đùa cô gái trông thấy cảnh cậu mang tôn chu đi và vẽ lại gương mặt cậu cho cảnh sát sau khi bị viêm thác mắng là làm việc không cẩn thận. Kết quả lại bị thanh sắt chọc vào mắt, đúng không? Giọng răng chó run rẩy, vâng, đúng vậy. Lầm hỉ nhu quát lên, cậu còn định nói dối nữa à? sau khi ăn tạp sẽ như người nghiện ma túy lúc nào cũng khát khao máu thịt không phải cậu đi trả đũa mà là đi ăn thịt người à cúi người nhìn thẳng vào mắt răng chó cây ngữ như cậu sao xứng là đồng loại của tôi con cháu khoa phụ hậu duệ của người truy đuổi mặt trời tôi vất vả bao năm hết lòng hết giả bỏ mặc cả con trai mình đặt cược cả cuộc đời mình vào đây là vì cái gì vì kẻ vô dụng như cậu đấy cậu làm lãng phí túi máu tôi chọn cho cậu, lãng phí bao nhiêu công sức tôi đổ lên người cậu. Chúng ta ít người, mài vẫn chưa thể mở rộng nhân số nhưng cậu biết do là ít mà còn không tuân thủ quy định, suýt nữa thì kéo cả người khác vào nguy hiểm, chặt đứt cơ hội của người phía sau. Gấu đen còn xin tha cho cậu, bảo là đang lúc cần người. Gấu đen bị điểm danh nuốt nước miếng, không dám thở mạnh. Đúng là tôi cần người nhưng tôi không cần kẻ vô dụng bất cứ trường hợp nào, kẻ vô dụng đều không có giá trị. 12 giờ đêm nay tôi sẽ tiễn cậu lên đường, cậu không xứng được thấy ánh mặt trời nữa. Răng chó run bần bật, biết rõ mình không thể được khoan hồng, gã ngẩn gương mặt vặn vẹo lên, thẻ chiếc lưỡi đỏ ra trong ánh mắt hung ác. Lâm hỉ Nhu bình tĩnh dựa lưng vào ghế, nhìn đi, các anh chỉ còn bảo tôi tha cho cậu ta, cái thứ chó cùng rứt dậu này. Gấu đen thầm chửi răng chó ngu xuẩn, đang định đè gã xuống thì phùng mật chợt giơ tay rút chiếc châm cài đầu xiên mạnh vào lưới răng chó phùng mật và dương trinh vẫn luôn đứng bên cạnh lâm hỉ nhu không nói lời nào răng chó chỉ nghĩ bọn họ đứng đó cho đẹp nên chẳng đề phòng ai ngờ cô gái trông khá xinh đẹp này lại đột nhiên ra tay phùng mật không chỉ đâm xiên mỗi đầu lưỡi răng chó mà còn tiện thề quý một gối xuống đất cắm cây châm vào nền nhà mặt nến của phòng nuôi trồng đa phần là đất nên khi cây châm cắm thẳng xuống đất đầu lưỡi cũng bị đóng đinh cùng đầu răng chó bị kéo xuống cầm đập mạnh xuống đất như bất chợt quỳ lại lâm hỉ nhu ngay sau đó cơn đau nhói lên nhưng vì đầu lưỡi bị kéo ra ngoài âm thanh cừ luẩn quẩn trong miệng tạo nên những tiếng rên thảm thiết trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu gấu đen mời quát phùng mật con điên này mày làm gì đây Phùng mật cười khanh khách, đăng nào nó chẳng phải chết, em cho nó biết thế nào là lễ độ thôi mà. Sao hả, nó đã vậy rồi mà anh còn bênh vực à? Nói rồi cô ta hử mũi, rút châm cài ra lau lên chiếc quần bò rách rồi búi lại mái tóc. Châm cài vừa được rút ra, răng chó đã đau tới mức lăn lộn trên mặt đất. Đầu lưỡi gà co giật, miệng chảy dây dãi. Lâm hỉ nhu cao mày. Nét mặt luôn thờ ơ của Dương Chính cũng thay đổi, dù gì cũng là đồng loại có cần phải vậy không mày cũng biết lưỡi rất quan trọng mà phùng mật cảm thấy ngứa tai thật là kỳ lạ tại sao ai cũng bênh vực thẳng vô dụng này rồi mắng ngược lại cháu cháu luôn tuân thủ quy định nhé gì lâm bảo gì cháu đều làm theo đúng không gì lâm câu nói cuối cùng mang theo sự nũng nịu lâm hỉ nhu rừng dưng tôi còn có việc cần hỏi cậu ta mà chị thì hay dối Chị làm thì cậu ta còn trả lời tôi kiểu gì? Phùng mật tròn mắt, Di Lâm, nó đã thẻ lưỡi ra với gì dối mà Di còn nhịn được hả? Lưỡi thẻ ra nghĩa là nó muốn quyết sống chết với gì? Cháu không rút lưỡi nó rồi băm cho chó ăn là còn may ai nữa, nghe nó nói lình tỉnh à? Đến nước này rồi còn hỏi gì nói vậy cũng có lý. Nếu lưỡi đã thẻ ra thì không còn gì để nói nữa rồi. Lâm hỉ nhu đứng dậy bảo gấu đen, dọn dẹp đi hai giờ đêm dễ làm việc, đến lúc đó ai có thể đến đều phải có mặt đấy. Nói rồi ả à đi thẳng ra ngoài, khi đi tới cửa, vừa chạm vào tay nắm đã nhận thấy cửa mở ra dễ dàng. Lâm Hỷ Nhu quay lại hỏi, ban này ai đóng cửa? Phùng mật đáp, cháu đóng, có vấn đề gì ạ? À? Lâm Hỷ Nhu chỉ vào chốt cửa, chị bất cần thế, cửa đã đóng chặt đầu. Vậy à, Phùng mật ngó sang, dì Lâm, tại cửa này cũ quá nên chốt không nhạy nữa đấy. Nghe tới câu dọn dẹp đi của Lâm Hỷ Nhu, viêm thác lập tức đá đoạn ốc mông kia ra ngoài dối nhanh chóng đi tới nhặt lên, bỏ vào túi. Anh không về phòng nghỉ vì chạy vội sẽ dễ bị phát hiện anh nhàn nhà đi loanh quanh để nhỡ gặp phải Lâm Hỷ Nhu còn có thể giải thích là trong phòng ngột ngạt nên anh ra ngoài đi dạo Bố cục hai táng hầm khá phức tạp, cũng nhiều khúc quanh. Khi sắp sửa đi qua một ngã rẽ, anh bông nghe một tiếng cười khàn khàn nham hiểm viêm thác giật mình đứng sững lại sau tiếng cười nham hiểm đó là tiếng ho khè viêm thác lấy lại bình tĩnh cẩn thận thò đầu ra anh trông thấy một bà già gầy gò có mái tóc hoa dâm đang trồng một tay lên tường che miệng bằng khăn tay rồi họ khù khù tiếng ho dữ dội khiến người bà ta rung lên như một chiếc cây khô mùa đông chỉ còn một chiếc lá trên cảnh có thể rơi nốt bất cứ khi nào Viêm thác có thể đoán được bà già này là ai? Lý Nguyệt Anh, một trong số ba củ đất đến nông trường cũng là người lớn tuổi nhất, mang số hiệu 004 chỉ đứng ở sau gấu đen. Thật là kỳ lạ, đến nay mọi củ đất viêm thác gặp được không phải kẻ khóe như vậm thì cũng đầy sức sống. Chỉ riêng bà già này là gây yếu hơn người bình thường chứ đừng nói tới củ. Hò một hồi đã bớt khó chịu, Lý Nguyệt Anh lau khóe môi, thì thảo, tại sao chứ? giọng bà ta vừa nham hiểm vừa cay độc, còn mang theo sự khàn khàn khiến người ta sờn gai ốc. Nói xong bà ta viện tường, dịch từng bước sang bên. Lúc này viêm thác mới phát hiện cách chỗ Lý Nguyệt Anh đứng không xa có một cánh cửa. Cảnh cửa ấy anh chẳng lạ gì. Lần đầu tiên anh xuống tầng hầm thứ hai này đã gặp được Lâm Linh ở sau cánh cửa ấy. Lúc bấy giờ xung quanh còn chưa xây dựng xong, cửa phòng chỉ là cửa gỗ bình thường, mà nay khi mọi thứ đều được trùng tu căn phòng này được canh gác nghiêm mật hơn hẳn những nơi khác và anh cũng chẳng thể vào được đó nữa bên trong cánh cửa có còn những nhà kính mini và người trông giống hệt mọc ra từ đất như năm đó nữa không đang suy tư bỗng có người vỗ nhẹ vai anh viêm thác giật mình sống lưng cứng đỡ lại lát sau anh mới quay đầu lại và thở phào khi trông thấy người đứng sau là phùng mật hơn nữa chỉ có mình phùng mật Phùng mật đảo mắt, con người anh thật là thú vị. Anh bị ngốc hả? Bị người vỗ vai thì phải quay đầu lại luôn chứ? Viêm thắc hỏi, cô biết tôi à? Từng nghe Di Lâm nhắc. Nói rồi phùng mật dướn người về phía trước, nhìn gì vậy? Chẳng gió có phải ảo giác không mà viêm thắc luôn cảm thấy khi nhìn thấy cánh cửa kia. Nét mặt phùng mật có điều là lạ anh đáp. Vừa rồi có một bà cụ tôi chưa gặp bao giờ cứ ho mãi xong đi mất rồi. Bà ấy đi cùng có à? phùng mật ỗ lên bà ấy à cô ta bĩu môi như khinh thường rồi lẩm bẩm lại đến xem xem cũng chẳng thấy được mạng là ông trời cho phải tự hiểu chứ viêm thác cảm thấy những câu nói này có hàm ý sâu xa là sao cơ phùng mật cười khè bước lên ngoắc món tay vào nếp gấp của ống tay áo nơi khuỷu tay anh nhẹ nhàng truyền chủ để vùng quê này thật nhàm chán hôm nào ra uống rượu đi tôi có thể hát cho anh nghe nữa anh không biết đâu, lúc uống rượu tôi hát rất là hay. Viêm thác cưới, tôi còn chưa biết cô tên gì nữa. Nụ cười trên môi Phùng Mật càng ngọt ngào hơn, Phùng Mật, mật trong đường mật. Viêm thác gật đầu, vậy chỉ bằng đêm nay luôn đi. Mắt Phùng Mật sáng bừng lên rồi lại tối đi, không được rồi, đêm nay tôi có việc. Viêm thác sắm mặt rút tay về, thể còn nói chuyện đèo gì? Rồi anh quay ngoắt đi bỏ phùng mật ở đó hành động chờ mặt nhanh hơn lật sách ấy khiến phùng mật đơ người một lúc lâu cô ta là khách quen của những bữa tiệc đêm xung quanh luôn đầy ong bướm cái chiêu chờ mặt này thường được cô ta sử dụng với cảnh đàn ông ví dụ như lúc vui thì cười tươi tắn lúc buồn cau có phụng phịu mà những kẻ đó lại chẳng dám tức giận vẫn cứ dỗ dành cô ta như bé yêu nào ngờ hôm nay lại bị người ta võ vào mặt Phùng mật quần bím tóc trên tay mà còn chưa hết sợ. Cô ta có một cảm giác là lạ nhưng không phải tức giận mà còn hơi. Nhác thấy Lâm Hỉ Nhu và Dương Chính đang đứng ở phía xa nhìn mình. Phùng mật quãng bím tóc ra sau, cười hì hì. Dì Lâm, cháu không có chọc anh dai đó. Dì yên tâm, cháu sẽ tuân thủ quy định. Nói xong còn tặng Lâm Hỉ Nhu một nụ hôn gió rồi mới đi. Dương Chính hở hững nhìn theo bóng lưng Phùng mật. Chị Lâm, chị phải quản con bé đi. Lâm Hỷ Nhu đáp, nó có làm trái quy định đâu mà tôi quản. Dương Chính, nhưng em nghe nói có tối nó chơi với hẳn hai thằng, đến lúc xuống giường thành kẻ ngỡ ngắn luôn. Lâm Hỷ Nhu sừng sốt, sao lại thế? Dương Trình vẫn dường dưng, thanh niên mà, không biết tự làm chủ bản thân chỉ mải vui vẻ. Lưỡi con bé kia soàn thì mấy ai chịu được, không chết còn là may ấy. Lâm Hỷ Nhu khẽ thở phào, không bị phát hiện chứ? cái này thì không. tối đó đông người mà con bé kia cũng cẩn thận, nhưng không thể dung túng nó mãi được. với cái tình của nó, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. lầm hỉ nhu im lặng một thoáng mới nói, một loại gạo nuôi ra trăm thứ người. bao nhiêu người được đưa ra đây, tình cách gì cũng có. anh chẳng thể ép buộc tất cả mọi người đều phải hợp ý anh được. chỉ cần bọn họ không đi quá giới hạn như răng trò thì chẳng sao cả viêm thác vào phòng nghỉ không lâu lâm hỷ nhu đã tới lúc vào phòng ả à còn đóng cửa lại hiển nhiên là định tâm sự với anh viêm thác đi thẳng vào văn đề dì lâm răng chó sao thế ạ à? chắc không nghiêm trọng tới mức phải chết thế chứ lâm hỷ nhu hỏi ngược lại cháu thấy việc này thế nào viêm thác nói cháu cảm thấy anh ta vi phạm một quy định rất nghiêm trọng nói tới đây anh cầm lấy tay lâm hỷ nhu di lâm rất hiểm khi thấy anh nói chuyện với giọng nghiêm túc thế, lâm hỉ nhu hơi giật mình. cháu nói đi, bao nhiêu năm nay cháu chưa từng hỏi, gì cũng không nói, nhưng thực ra gì cũng biết cháu không hỏi không có nghĩa cháu không suy nghĩ gì, đúng không? cháu chỉ đang đợi một ngày di chủ động nói cho cháu biết. lâm hỉ nhu cười, viêm thắc nói tiếp, nhưng đợi thế nào cũng không đợi được nên hôm nay cháu nói thẳng luôn. Dì lâm, dì thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện giúp cháu. Trở thành người như các gì ạ? À? Lâm hỉ nhu không hề bất ngờ vì gấu đen đã từng kể chuyện này cho ả à nghe như một câu chuyện cười. Ả à cũng cảm thấy đây là điều viêm thác hướng tới nhất. Đắn đo một thoáng, á à đáp, gì không làm được, không có cách nào cả. Tiểu thác, cháu không thích sống cuộc sống của người bình thường à Cháu có tiền, có gì lâm giải quyết mọi việc cho cháu, thích cô bé nào cũng không ai ngăn cấm. châu hoàn toàn có thể sống sung sướng vui vẻ hơn 99% mọi người trên đời. Cháu cần gì phải tìm việc cho mình chứ? Viêm thác nói, nhưng cháu sẽ bị thương, bị tàn tật vì tai nạn ngoài ý muốn, cũng sẽ già đi nữa. Dì im, um, mai sau cháu già rồi dì vẫn cứ trẻ như cũ. Dì nuôi cháu từ hồi nhỏ xíu, chẳng lẽ lại nhẫn tâm. Nhìn cháu chết già à? Lâm hỉ nhu cười khổ, thằng bé này đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người mà sao đã nghĩ tới chuyện chết già xa lắc rồi. Rồi à lại nói, mấy năm nay gì thấy cháu muốn giúp đỡ, cũng từng nghe gấu đen nhắc và biết suy nghĩ của cháu nên mới sắp xếp cho cháu một vài việc lặt vặt, nhưng trong lòng dì Lâm, cháu không cần dây vào những việc này. Lần trước cháu bị thương gì đã hối hận lắm rồi. A à, rốt tay vẽ, tiểu thác, nhân cuộc trò chuyện hôm nay Di Lâm muốn nói rõ với cháu vài việc. Dì thật sự không giúp cháu được vì đây là việc liên quan tới huyết thống. Cháu bỏ suy nghĩ này đi. Sau này cháu cử sống cuộc đời vui vẻ của mình còn việc bên dì không liên quan tới cháu. Viêm thác cũng rút tay lại. Dì Lâm, các dì rốt cuộc. Là ai? Lâm Hỷ Nhu nói. Đây là một bí mật mà cháu không bao giờ biết được. Lát nữa cháu qua gặp tường Bách Xuyên đi. Sau khi chút giận xong thì coi như mọi chuyện đều kết thúc. À đã nói tới nước này, viêm thác cũng không tiện đeo bám nữa. Anh dựa lưng vào thành ghế, nét mặt ủy oài thất vọng có một nửa là thật một nửa là giả vờ. Nhưng anh đã biết điểm mấu chốt của Lâm Hỷ Nhu ở đâu rồi. Đây là một bí mật mà cháu không bao giờ biết được. Xem ra dù có thể hiện lòng trung thành, khiến à tin tưởng trăm phần trăm thì anh cũng sẽ không biết được chân tướng sự việc. Con cháu khoa phủ, hậu duệ của người truy đuổi mặt trời nghĩa là gì nhỉ? Chắc chắn không phải nói về truyền thuyết Khoa Phụ truy đuổi mặt trời mà ai cũng biết. Trong nhật ký của mẹ có nhắc tới câu chuyện Khoa Phụ bảy ngón. Câu chuyện đó như thế nào nhỉ? Khoa Phụ muốn mang mặt trời về cho mọi người nhưng sau này đã kiệt sức, ngã xuống. Tuy vậy ông ấy không từ bỏ vẫn bỏ về phía mặt trời, cho đến khi bỏ cụt ba ngón tay, chỉ còn lại bầy ngón. Chẳng lẽ Khoa Phụ là tổ tiên của củ đất, nhưng với đặc tính của củ đất, mất đầu còn có thể mọc lại thì việc mất ba ngón tay có là gì? cớ sao phải nhấn mạnh vào việc ấy. Lâm Hỉ Ngưu đã nhận ra sự bản thân của Viêm Thác, Tiểu Thác. Viêm Thác hoàn hồn chuyển sang đề tài khác để che giấu suy nghĩ của mình. A à, Di Lâm, cháu có tin tốt đây. Châu đã nói chuyện với Lâm Linh rồi. Lúc đó Lâm Linh chưa nghĩ thông thôi. Bây giờ nó cũng cảm thấy con người Lữ hiện khá tốt nên đồng ý tiếp xúc thử. Mắt Lâm Hỉ Nhu sáng bừng lên, "Thật à?" Viêm Thác gật đầu, "Có điều, cháu cũng hiểu sơ sơ về Lữ Hiện, cậu ta là kiểu thích con gái đẹp." Lâm Hỉ Nhu mỉm cười cất lời anh, "Không sao, đó đều là việc nhỏ." Thật ra cuối cùng việc vẫn dâu đóng đó thôi, chẳng qua ả à, không thích bắt ép mà muốn việc trôi chảy từ đầu tới cuối để lòng thoải mái hơn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 65 kết thúc cuộc chuyện với lâm hỉ nhu, gấu đen cũng vừa hay xong việc bên răng chó và tới để dẫn viêm thác đi gặp tường bách xuyên. ở trước mặt gấu đen, viêm thác diễn tự nhiên hơn nhiều. cả đoạn đường đi anh toàn ủ rũ, thở ngắn than dài, cuối cùng còn dựa luôn vào tường, bực bội trượt dần xuống. gấu đen thắc mắc, cậu làm sao đấy, sắp được báo thù, đánh tên giả kia rồi mà sao mặt cậu dài thượt thế? viêm thác đáp em nói thẳng với dì lâm dối nhưng dì bảo em bỏ suy nghĩ ấy đi nghe vậy gấu đen hiểu ngay nguyên do anh buồn lúc nhìn viêm thác gã có vừa thương vừa thấy buồn cười gấu đen đi tới ngồi xổm bên cạnh viêm thác chìa điếu thuốc lá qua cho anh làm điều không viêm thác lắc đầu gấu đen tự châm thuốc và nhả khói viêm thác nghiêng đầu nheo mắt nhìn gân xanh gồ lên ở cổ tay gã di lâm bảo là do huyết thống anh gấu huyết thống của em có vấn đề chỗ nào chứ? Gấu đen chửi thể, đúng là nhìn người ngoài cứ tưởng là hay. Nói rồi gã quay sang nhìn viêm thác, cậu nói xem cậu vừa có tiền vừa khóe mạnh để tiêu tiến, cớ gì không nhân cơ hội hưởng thụ mà cứ chui dầu vào chỗ vất vả. Cậu cứ sán vào chỗ chúng tôi là có mục đích gì? Viêm thác cười, anh gấu, anh không hiểu rồi, con người ta đều hướng lên cao, người không có tiền thì mong có tiến, người bệnh tật thì mong được khóe mạnh, còn người vừa có tiên vừa khóe mạnh thì sẽ mong được bình an, sống lâu nếu không có biện pháp thì thôi nhưng nay đã biết cách rồi, sao em có thể không phần đầu được cơ chứ? Cố gắng bao lâu cuối cùng lại bảo với em là không được. Nói xong anh ghẻ lại gân gấu đen, hỏi nhỏ, anh gấu, không có cách nào thật hả? Không có tỷ tỷ hy vọng nào luôn à? Lầm hỉ nhu kín miệng nhưng gấu đen với cái đầu toàn thịt chẳng có mấy không gian cho tế bào nào phát triển nên thường xuyên lỡ lời manh mối ấy mà, chỉ có một hai chữ cùng được, dù sao bức tranh về cù đất của anh vẫn chưa được ghép xong, thêm mảnh nào hay mảnh đấy. Gấu đen nói, Viêm Thác này, tôi hỏi cậu nhé. Cậu muốn được bình an, sống lâu là để thỏa sức hưởng thụ, đúng không? Đúng vậy, Viêm Thác gật đầu. Thế nếu cậu không hưởng thụ được nữa thì sao? đến mặt trời cũng chẳng được nhìn thấy thì sống lâu có tác dụng gì nữa, đúng không? Nói rồi gã vỗ lưng viêm thác, tiện thể đứng dậy, đi thôi. Nhân lúc tâm trạng không tốt, đánh tên già kia cho hà giận. Trước đó viêm thác đã biết tình trạng hiện tại của tường Bách Xuyên là vết thương không được băng bó, cơm không được ăn, nước không được uống nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, khi bước vào cửa anh vẫn không thở nổi vì mùi tanh tươi ập vào mặt. Chỗ nhốt tường bách xuyên khả giống phòng của răng chó, bên ngoài đều là phòng nuôi trồng, phải đi vào bằng của mật, kiểu phòng này có diện tích rất nhỏ, không có lỗ thông gió nên có là người bị thường bị nhốt, ở trong cũng sẽ sinh mùi chứ chẳng nói tới một người có vết thương thối rữa và phải giải quyết mọi vấn đề sinh lý ở trong phòng. Viêm thác không chịu nổi. Vội vàng đóng cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành trong phòng tối om không bật đèn nên giờ anh chỉ còn nhớ giữa một đống bẩn thỉu có một bóng người thôi gấu đen đứng ngoài cười ha ha sao hả có thấy hà dạ không viêm thác nói chết rồi hay sao ý chết rồi gấu đen giật mình không thể nào hối sảng lúc tôi vào xem vẫn còn nhúc nhích mà nói thì nói vậy nhưng gã vẫn không yên tâm vơ lấy một cây chìa trồng cây rồi bịt mũi đi vào chọc thứ sau đó lại đi ra không chết cậu làm tôi giật cả mình xem ra tường bách xuyên còn có tác dụng chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng Viêm thác giơ tay bịt mũi, anh gấu, tìm cho tôi cái khẩu trang. Gấu đen ngơ ngác, hả? Hồi thế này anh bảo em vào đó kiểu gì? Nhờ đang đánh em nôn ra đó thì sao? Gấu đen lướm anh, thật lắm chuyện. Nhìn gấu đen đi ra khói phòng nuôi chồng, viêm thác mở cửa mật ra đi vào. Bật đèn lên rồi chạy vội tới bên tường Bách Xuyên, cố nhịn cơn buồn nôn để đẩy vai ông ta, tường Bách Xuyên. Tường Bách Xuyên dịch người lại phía sau, ngẩng đầu lên. Trước đó tưởng Bách xuyên là một người không rõ tuổi, không phải vì mặt ông ta trẻ mà vì có cuộc sống nhàn hạ lại hay chăm sóc cơ thể nên tinh thần phấn chấn. Nhưng mấy hôm nay không có những loại mỹ phẩm bên ngoài bối đắp, cơ thể lại bị hành hạ nên chỉ trong một đêm từ già cả đã lan ra khắp người ông ta, trông còn già hơn tuổi thật mười mấy tuổi liền. Ông ta mở hé mắt, đáy mắt đục ngầu, ha. Viêm thác nói nếu ông muốn bớt bị đánh thì phải giả vờ chết càng giống người sắp chết càng tốt tường bách xuyên ngơ ngác nhìn sau đó đã bắt đầu nhận ra anh cậu là là đang nói dỡ bên ngoài đã có tiếng mở cửa phòng viêm thác thì thầm thật nhanh biết kêu la thảm thiết chứ kêu càng thâm càng tốt nói rồi anh đứng dậy đã vào bụng tường bách xuyên và quát lên chết mẹ mày đi chửi rất độc nhưng củ đã chẳng mạnh lắm Mới đầu tưởng Bách Xuyên còn ngơ ngác, sau mấy giây mới ôm bụng, rên rỉ kêu la và lẽ vào góc tường. Tiếng bước chân bên ngoài vội và hơn, lát sau gấu đen đã thò đầu vào dưa khẩu trang cho anh, đồng thời căn dặn, vừa vừa thôi nhé, đừng đánh chết. Viêm thác giật lấy chiếc khẩu trang trên tay gấu đen như thể ông đây rất hung dữ, đánh luôn cả mày bây giờ. Anh liếc xéo gấu đen với ánh mắt bực bội, tại các anh chứ ai làm ông ta nữa sống nửa chết thế này em chẳng dám đánh mạnh tay rồi anh ngoắc tay với gã cho điều thuốc với bật lửa đây mùi khiếp quá gấu đen đưa cho anh còn định nói gì đó nhưng viêm thác đã đá rắm cửa lại căn phòng rất nhỏ cánh cửa bị đã dầm như muốn kéo cả căn nhà run dày theo viêm thác châm thuốc quơ quanh người như đốt nhang sau đó cùi người xuống nhìn về phía khe cửa Tiếp đó anh ngẩng đầu nhìn tường Bách Xuyên đang ngồi sững sở trong góc phòng, nói với ông ta bằng khẩu hình miệng, kêu đi. Tường Bách Xuyên hiểu ý, tiếp tục kêu đau, còn liên tục run rẩy cầu xin, đừng, đừng đánh nữa. Ngoài cửa, gấu đen đang dán tay lên cửa rất hài lòng với tiếng kêu thảm ấy, thắng nhảy viêm thác này nổi khùng lên cũng ghê gớm đấy. Gã gõ cửa, viêm thác, 10 phút nhé. Viêm thác đáp lại một câu. Thấy cái bỏng rơi khe cửa đã biết mất và nghe được tiếng cửa phòng bên ngoài mở ra. Anh mới thở phào, đứng dậy đi tới bên tường Bách Xuyên, chia điếu thuốc ra như muốn hỏi, hút không? ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa, cuối cùng tường Bách Xuyên run rẩy giơ tay nhận lấy điếu thuốc, nhét vào miệng, tham lam hít một hơi dài. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn viêm thác đấy thắc mắc mấy ngày nay có thể nói viêm thác là người duy nhất đối xử tử tế với ông ta trong đâm người này nhưng vì sao lại thế viêm thác nói có một cô nhiếc tưởng bách xuyên giật mình quên cả việc nhà khói nếu ông muốn truyền lời cho cô ấy tôi có thể giúp được tưởng bách xuyên ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra mình bị sặc khói sau chẳng hỏ ông ta bình tĩnh lại cất giọng khàn khàn tôi biết rồi thảo nào viêm thác giơ món trỏ lên đặt bên môi tường bách xuyên nuốt nước miếng không nói gì nữa mà chỉ run dày hút thuốc thảo nào thảo nào sau khi viêm thác chạy trốn chị hoa bị đẩy vào đám cháy cha quẻ bị bắt mà nhấp cứu la đáng lẽ phải bị xử lý đầu tiên vẫn cứ an toàn viêm thác là người thế nào là ma cọp ư cậu ta nói vậy là để lừa mình à mình nên trả lời hay làm lơ dây tường bách xuyên rất căng thẳng những suy nghĩ đó của ông ta, viêm thác đều đoán được tôi là ai không liên quan gì tới ông. Ông chỉ cần biết tôi có thể gặp được cô ấy, cũng có thể nhân tiện chuyến lời giúp ông là được. Có gửi lời hay không tùy ông, 10 phút rất ngắn, ông tự nghĩ đi, chỉ có một cơ hội này thôi, sau hôm nay ông có muốn cũng không được nữa. Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ thật nhanh, đúng là viêm thác có thể gặp được vì cậu ta đã biết nhiếp cửu la từ trước. Dù không rõ mục đích của cậu ta nhưng có lẽ có thể nhờ cậu ta truyền lời vì nếu cậu ta cùng một ruột với bọn Lâm Hỷ Nhu thì nhấp cửu la đã gặp rắc rối lâu rồi. Lúc mình bị bắt chẳng hay biết gì cả, chắc chắn bọn hình thâm cũng vậy. Sau mấy cuộc tra tấn, mình đã đoán được đại khái, cũng nên nói cho những người còn lại biết chuyện là thế nào. Tưởng Bách Xuyên ngừng đầu lên. Đêm đó viêm thác ngủ lại nông trường, một là do không cần phải về luôn trong ngày. Hai là vì việc của răng chó còn chưa kết thúc, lưỡi bị thương chỉ khó nói chuyện thôi chứ chẳng phải không thể nói được. Thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa qua, 12 giờ đêm nay mới là thời khắc quan trọng. Nông trường có một tòa nhà hai tầng chuyên dùng để tiếp đãi khách. Vì Lâm Hỷ Nhu thường xuyên tới ở nên nơi ấy chẳng kém gì khách sạn tầng một có phòng ăn, phòng sách, phòng tập thể dục và phòng chứa rượu. Các phòng trên tầng 2 đều để đề ở. Viêm thác nhận thấy một điều mới đâu chỉ có Lý Nguyệt Anh là nghỉ ở trong phòng vì sức khỏe yếu. Những người khác thì bận rộn công việc ở ngoài nhưng sau 9 giờ tất cả đều trở về. Việc đầu tiên bọn họ làm sau khi về phòng là tắm giặt bởi vì qua bức tường anh vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy trong ông dẫn nước. Anh ngồi trong phòng, bật tiếng tivi thật lớn để người ta cảm thấy đây chỉ là một buổi tối bình thường đối với anh. Lúc 10 rưỡi, anh gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất anh gọi cho Lâm Lĩnh để xác nhận nhà kho vẫn bình thường. Cuộc thứ hai anh gọi cho Lưu Trường Hỷ, hỏi thăm tình hình của nhiếp cứu la. Lưu Trường Hỷ bảo mình còn đang bận việc ở cửa hàng, khi nào về sẽ nhắn tin cho anh. Vậy nghĩa là không có vấn đề gì, bởi vì nếu có vấn đề, cô giúp việc kia đã bảo cho Lưu Trường Hy rồi. Gọi điện thoại xong, viêm thắc truyền điện thoại sang chế độ im lặng rồi tắt đèn lên giường ngủ. Lên giường nằm là thật nhưng đi ngủ lại là giả. Anh mặc quần áo chỉnh tề, mở to mắt gõ nhẹ ngón tay bên Minh chờ đợi thời gian trôi qua. Khoảng 11 giờ 15 phút, bên ngoài có tiếng đóng mở cửa. Viêm thác môi dậy, nhẹ nhàng đi tới bên cửa nhìn ra ngoài từ mắt mèo. Người đầu tiên anh nhìn thấy là gấu đen, đã sửa soạn gọn gàng hơn ban ngày với cái cầm sạch dâu và mái tóc trải đàng hoàng. Thật sự không giống gà thường ngày. Tiếp đó anh thấy phùng mật, cũng mất một thoáng sừng sốt anh mới nhận ra được vì mái tóc đầy bim của cô ta đã được tháo ra, còn là thẳng bằng máy. Trông cô ta lúc này ưa nhìn hơn hẳn lúc trang điểm đậm. Tiếp đó là Dương Chính đỡ Lý Nguyệt Anh. Chắc hẳn Dương Chính là người tầm muộn nhất vì đến giờ tóc ông ta vẫn còn ướt. Lý Nguyệt Anh thì đánh một lớp phần mông để che đi vẻ bệnh tật trên gương mặt. Tuy rằng da mặt nhăn nheo mà còn đánh phần trông khả kỳ nhưng quả thật bà ta đã sáng sủa hơn trông thấy. Đi cuối là Lâm hỉ Nhu, á mặc chiếc áo khoác đen, tóc búi gọn gàng không lòa xòa lấy một sợi. Điều này khiến ả à trông nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Lúc đi tới chỗ phòng viêm thác, ả à quay đầu lại nhìn cửa. Mặt đối mắt khiến viêm thác giật nảy mình, suýt thì tránh đi nhưng ngay sau đó anh đã nhỏ ra đây là mắt mèo còn mình đã ngủ cho nên à có nhìn thế nào trong mắt mèo cũng chỉ một màu đen. Anh nín thở, đứng im bất động. Một bỏng người lướt qua, đó là phùng mật quay lại để khoác tay Lâm hỉ nhu. Cô ta ruộn đầu về phía cửa, bĩu môi, dì Lâm, con nuôi dì như người già ấy. Không đến 3 giờ sáng còn lâu cháu mới đi ngủ. Đợi bọn họ xuống nhà, viêm thác lùi về bên cửa số, bên một góc rèm lên. Quả nhiên dưới bóng đêm, năm bóng người sen kẽ trong ánh đèn pin lộn xộn đi về phía tòa nhà chỉnh đen si. Nếu ra ngoài bằng cửa chính chắc chắn sẽ không thoát được camera ở hành lang, viêm thác nhẹ nhàng mở cửa số, treo người trên khung cửa số dối hít sâu, thả người xuống đất. Tình huống lý tưởng nhất là có thể lên vào tảng hâm thứ hai cùng bọn họ nhưng độ khó rất cao nên anh sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh nhưng ít ra anh có thể canh ở cửa hông nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ lúc ra về để rồi phán đoán tình hình nhỡ răng chó có khai ra anh còn biết đường bỏ trốn suốt đêm vì trong bọn có lý nguyệt anh làm ảnh hưởng tốc độ di truyền nên viêm thác có thể đổi kịp dễ dàng mà tiếng ho liên tục của bà ta cũng giúp anh giàu đi tiếng bước chân rất nhẹ của mình thậm chí viêm thác còn có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ lầm hỉ nhu chuẩn bị lửa trời sinh dối chứ. Gấu đen, em lấy rồi, còn tìm hẳn một phòng châm mấy trần dầu để không tắt mất. Phùng mật sỏ xiên, nếu mà tắt thì không hay đâu, phải rời sang mai đây. Gấu đen bực tức, mày nói câu nào thuận tay hơn đi. Lâm hỉ nhu, đuổi hết người trực ban đi chưa? Gấu đen, rồi à, bọn họ đi hết rồi, còn chuyện này nữa chị Lâm, có cần dập cầu dao không hay cứ tắt đèn vậy thôi? Dương Chính, theo tôi thấy cứ dập cầu giao đi, đằng nào cũng tiễn người ta lên đường, vùng này lại hẻo lánh nên đừng qua loa quả. Lửa trời sinh, bật điện, tắt đèn. Nghe có vẻ vụ tử hình này rất là nghiêm túc, viêm thác nghĩ bụng, nếu dập cầu giao và tắt đèn thì có phải khả năng anh lên được vào tầng hầm sẽ lớn hơn không? Đang nghĩ anh bỗng phát hiện túi áo mình có thứ gì sáng lên. Má ơi, điện thoại. May mà lúc trước anh đã bật yên lặng nhưng việc nó sáng lên cũng đủ mạo hiểm rồi. Được cái bây giờ vẫn còn đèn chứ ở trong hoàn cảnh dập cầu dao, tất đèn mà nó sáng thì chẳng phải anh. Viêm thác vội vàng trốn ra sau một cái cây, vừa lấy điện thoại ra vừa chú ý đám người kia. Liêu Trường Hy gọi tới. Thật là, giờ này còn gọi gì nữa? Viêm thác nghĩ thầm nhưng lại sợ nhấp cứu la có vấn đề gì nên vẫn nghe với giọng gần như là thì thầm. Đầu bên kia còn chẳng có lấy một tiếng alo khiến viêm thác tưởng là Lưu Trường Hy gọi nhâm. Đang chuẩn bị cúp máy, anh bỗng ngỡ ra. Anh nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ. Cô nhiếp à? Quả nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất yếu của nhiếp cửu la, đang. Làm việc hả? Giọng, nhỏ thế. Viêm thác đáp, ừ, đang bận bám theo mấy người. Củ đất, nửa đêm à? U, điện thoại tắt âm chưa? Viêm thác khẽ mỉm cười, tắt rồi. Anh nhìn về phía trước, may mắn có Lý Nguyệt Anh nên bọn họ chưa đi quá xa. Có mặc áo dài, không, vạt áo dễ, bị mắc lắm. Viêm thác cùi đầu nhìn, anh đang mặc áo khoác thật. Biết rồi, vậy tôi cúp đây, đợi anh, bảo tin bình an nhé, anh nhớ cẩn thận đây. Bước chân của viêm thác khựng lại, định đáp u thì cô đã cúp máy đây là lần đầu tiên anh được người ta nhắc nhớ cẩn thận đấy. Ngay cả Lâm Linh cũng chưa từng nói vì đa số anh đều bảo tin sau khi đã xong việc chứ ít khi nói trước khi làm. Cũng là lần đầu tiên anh biết phải báo tin bình an. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.